Thưa quý vị, trở lại với phần tin 24 giờ là các bản tin liên quan đến Việt Nam và giải trí. Trung Quốc đang thu phục lòng tin của các nước Đông Nam Á. Ủy viên Quốc vụ Viện Trung Quốc Vương Nghị vừa mới gặp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng sản Việt Nam Phạm Bình Minh bên lề một sự kiện ngoại giao liên quan đến Hiệp hội các nước quốc gia Đông Nam Á ở Singapore. Liên quan đến vấn đề Biển Đông, ông Minh nêu rõ cần kiên trì giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC. Hôm 4 tháng 8, cũng tại Singapore, ông Vương lên tiếng bảo vệ quyết định quân sự hóa Biển Đông của Bắc Kinh, gọi đó là hành động tự vệ trước áp lực từ Hoa Kỳ và các nước khác. Cũng tại Singapore lần này, theo các nhà quan sát, Trung Quốc đã có bước đi quyết định nhằm thu phục lòng tin của các nước Đông Nam Á bằng cách đồng ý về dự thảo đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông, đồng thời đề nghị các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần đầu tiên diễn tập quân sự chung. Bước đi này nhằm chứng tỏ rằng Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN có khả năng duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Cảnh báo bão số 4. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Việt Nam cho biết, vào lúc 10 giờ ngày 13 tháng 8, vị trí tâm bão áp thấp nhiệt đới ngay trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Cộng, với sức gió gần khu vực tâm bão mạnh cấp 8 và mạnh dần lên trở thành bão số 4. Dự báo trong 24 giờ tới, bão sẽ di chuyển vào đất liền theo hướng đông đông nam, mỗi giờ di chuyển được khoảng 5 km. Dự báo trong ngày 14-15 tháng 8, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa rất lớn. Ngoài ra, do ảnh hưởng nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam, nên khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Vịnh Thái Lan sẽ có mưa dông lớn và biển động rất mạnh. Các thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ được yêu cầu phải sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 4. Các tàu thuyền ngoài khơi phải trở về bờ, neo đậu tránh bão. Theo dõi tình hình các hồ thủy điện chứa nước khu vực Nghệ An và Thanh Hóa để có thể xả nước kịp thời nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và của. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi phía Bắc. Thống kê tại Việt Nam cho thấy, trong 7 tháng đầu năm nay, có gần 200 nạn nhân thiệt mạng, mất tích và bị thương do thiên tai gây nên. Thiệt hại về vật chất lên đến gần 1.500 tỷ đồng. Đề nghị tử hình nữ giám đốc ngân hàng Agribank tham ô hàng ngàn lượng vàng. Ngày 11 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Sài Gòn đã có kháng nghị, yêu cầu cấp phúc thẩm tăng hình phạt từ chung thân lên tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Anh, 58 tuổi, nguyên giám đốc Agribank Bến Thành về tội tham ô tài sản. Trước đó, Tòa án thành phố Sài Gòn đã tuyên phạt bị cáo Oanh án tù chung thân. Tuy nhiên, theo kháng nghị, cơ quan công tố cho rằng án tù chung thân đối với bị cáo Oanh là chưa đánh giá đúng tính chất mức độ, hậu quả và hành vi phạm tội của bị cáo này bởi số tiền tham ô chiếm đoạt rất lớn. Ngoài ra, bị cáo còn là người chủ mưu cầm đầu, thủ đoạn phạm tội rất tinh vi, được che đậy, kéo dài trong nhiều năm, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Để bảo đảm tính răn đe nghiêm minh của pháp luật, Viện Kiểm sát Nhân dân kháng nghị cần thiết phải xử phạt Nguyễn Thị Hoàng Anh mức tử hình. Đến thời điểm khởi tố vụ án, bà Oanh đã gây thiệt hại tổng cộng hơn 358 tỷ đồng đối với ngân hàng Agribank chi nhánh Bến Thành. Thịt heo tại Việt Nam khó kiểm soát tình trạng an toàn vệ sinh. Thưa quý vị, mỗi năm Việt Nam tiêu thụ trên 3,36 triệu tấn thịt heo, nhưng chủ yếu dưới dạng thịt nóng ngay sau khi giết mổ, ẩn chứa nhiều nguy cơ mất an toàn. Thông tin nêu trên được nêu ra tại Hội thảo Tiêu chuẩn Quốc gia về thịt heo do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cộng sản Việt Nam tổ chức vào ngày 10 tháng 8 ở thành phố Sài Gòn. Các cơ quan chức năng đang đưa ra chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển thịt mát có chất lượng cao và an toàn hơn để thay thế thịt nóng. Xin được nói thêm, thịt mát là loại thịt sau khi giết mổ được trải qua quá trình làm mát để đạt nhiệt độ từ 0 cho đến 4 độ C trong thời gian từ 16 cho đến 24 giờ trước khi đem tiêu thụ. Được biết, Việt Nam là nước sản xuất thịt heo lớn thứ 7 trên thế giới sau Trung Cộng, Hoa Kỳ, Đức, Tây Ban Nha, Brazil và Nga. Đến năm 2018 sẽ vươn lên vị trí thứ 6. Thế nhưng thịt heo Việt Nam sản xuất chủ yếu phục vụ tiêu dùng nội địa, xuất cảng rất ít. Việt Nam là một trong số ít các quốc gia trên thế giới còn sử dụng thịt nóng. Đây là loại thịt dễ bị giảm chất lượng sau khi giết mổ do không kiềm hãm được sự hoạt động của vi sinh vật, khó kiểm soát tình trạng an toàn vệ sinh.
Thưa quý vị, tin giải trí cho biết không cần có động vật hay những chú hề, đoàn xiếc Canada vẫn gây ấn tượng mạnh tại Lebanon. Hàng trăm người lớn và trẻ em Lebanon đã có một đêm đáng nhớ vào thứ Năm ngày 9 tháng 8 khi họ thưởng thức một sự pha trộn của những màn trình diễn nhào lộn, tung hứng và biểu diễn múa trong chương trình xiếc Circle Police được thực hiện bởi đoàn Circuit Alloys của Canada. Đoàn xiếc có trụ sở tại Montreal giới thiệu khán giả Lebanon đến với những tiết mục biểu diễn xiếc độc đáo kết hợp với các vở kịch với tiết mục xiếc. Chương trình là một phần của liên hoan nghệ thuật Patadin hàng năm kết thúc vào ngày 11 tháng 8. Có đến gần 11 nghệ sĩ biểu diễn từ Canada, Hoa Kỳ, Mỹ, Nhật Bản và Úc đã biểu diễn trên sân khấu. Kính thưa quý vị, bộ phim The Mask ra mắt tuần đầu tiên với doanh thu 44,5 triệu Mỹ Kim. Bộ phim The Mask của Warner Bros, bộ phim kinh dị cá mập, đã mở đầu với doanh thu 44,5 triệu Mỹ Kim trong tuần đầu tiên. Bộ phim Mission Impossible Fallout đứng ở vị trí thứ hai, thu về 20 triệu Mỹ Kim trong tuần thứ ba được ra mắt. Bộ phim Christopher Robin của Disney kiếm được 12,4 triệu Mỹ Kim, đưa bộ phim giả tưởng dựa trên các nhân vật từ Winnie the Pooh ở vị trí thứ ba. Đứng ở vị trí thứ tư, Slenderman của Sony đã ra mắt toàn quốc với doanh thu 11,3 triệu Mỹ Kim. Bộ phim Black Klansman xuất hiện ở vị trí thứ năm với 10,8 triệu Mỹ Kim, giúp Spike Lee trở thành người mở màn tốt nhất trong hơn một thập kỷ qua. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin dự báo thời tiết cho ngày thứ ba 14 tháng 8 cùng với Thi Nhung. Kính thưa quý vị, phần dự báo thời tiết được bắt đầu với thành phố Boston. Tại đây mưa và sấm sét từ buổi sáng, dự báo 50%, nhiệt độ cao nhất vào khoảng 79 và thấp nhất là 71 độ, gió đông thổi từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Tại New York City, bầu trời âm u và mưa dự báo lên đến 50%, nhiệt độ cao nhất 84, thấp nhất 72, gió Tây Nam thổi từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Washington DC, mưa cũng dự báo từ buổi sáng 40%, nhiệt độ cao nhất 85 và thấp nhất là 70 độ, gió Tây Bắc thổi từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Chuyển sang Atlanta, bầu trời nắng đẹp với nhiệt độ cao nhất 91, thấp nhất 69, gió Tây Bắc thổi từ 5 cho đến 10 dặm một giờ và buổi chiều dự báo mưa vào khoảng 10%. Orlando tại tiểu bang Florida, bầu trời nhiều mây âm u với nhiệt độ cao nhất vào khoảng 91, thấp nhất 75. Gió Tây Nam thổi từ 5 cho đến 10 dặm một giờ và mưa dự báo trong ngày 40%. Tại Chicago, bầu trời chủ yếu là mây với nhiệt độ cao nhất 89, thấp nhất 72, gió Tây Nam thổi từ 5 cho đến 10 dặm một giờ và vào buổi chiều dự báo mưa lên đến 60%. Trong khi đó, Dallas tại tiểu bang Texas, mây rải rác và nắng nhẹ trong ngày với nhiệt độ cao nhất 90, thấp nhất dừng ở mức 76. Gió Nam thổi từ 10 cho đến 15 dặm một giờ và mưa dự báo 20%. Tại Houston, bầu trời mây rải rác với nhiệt độ cao nhất 95 và thấp nhất là 78. Gió Đông Nam thổi từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, mưa dự báo trong ngày vào khoảng 20%. Tại Seattle, bầu trời nắng đẹp với nhiệt độ cao nhất 88, thấp nhất 62, gió Tây Bắc thổi từ 5 cho đến 10 dặm một giờ và trong ngày khô ráo không có mưa. Tại San Jose, khí hậu khá dễ chịu, nhiệt độ cao nhất 79, thấp nhất 59, gió Tây Bắc thổi từ 10 cho đến 15 dặm một giờ và mưa dự báo trong ngày chỉ vào khoảng 10%. Và cuối cùng là tại Los Angeles, trời trong và đầy nắng với nhiệt độ cao nhất 85, thấp nhất 67, gió Tây Nam thổi nhẹ ít hơn 5 dặm một giờ và mưa trong ngày cũng dự báo chỉ vào khoảng 10%. Bản tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 24 giờ qua cùng với Thi Nhung và Thiện Hạnh. Chúng tôi kính chúc quý vị cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào. Xin thân ái, kính chào.